Chào mừng các bạn trở lại bản tin chuyển nhượng ngày 23 tháng 8 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những diễn biến nóng hổi xoay quanh thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023. Những tưởng khi cánh cửa trở lại mái nhà Old Trafford khép lại thì với tài năng vốn có của mình, Mason Greenwood có thể tự tay mở ra những chương mới để có thể làm lại sự nghiệp. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Những ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời chỉ trích tiêu cực mà Manchester United nhận phải chính là hồi chuông báo hiệu rằng Mason Greenwood khó có thể nào bám trụ lại nước Anh, dù đó có là Manchester hay bất kỳ một đội bóng nào đi chăng nữa. Và một chuyến xuất ngoại sẽ là lựa chọn khả thi nhất mà tài năng trẻ sinh năm 2001 cần hướng đến. Trái với nhiều lời đồn đoán về việc Mason Greenwood nhanh chóng trở thành mục tiêu được các câu lạc bộ tại Saudi Pro League săn đón, The Mirror mới đây vừa khẳng định rằng quốc gia vùng vịnh này đã phủ nhận tất cả sự quan tâm của mình đối với anh. Nguyên nhân đến từ việc họ e ngại rằng ký hợp đồng với Greenwood sẽ vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng. Ả Rập Xê Út vốn đã được chú ý về nhân quyền và cách đối xử với phụ nữ. Vì lẽ đó họ không muốn phạm phải bất kỳ một rủi ro nào trong công cuộc xây dựng hình ảnh và độ tín nhiệm của giải đấu. Một đội bóng khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đối với Greenwood là AS Roma, nhưng có vẻ như một động thái chính thức cũng khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại bởi một tiền đạo cắm mới là ưu tiên hàng đầu của họ vào lúc này. Theo nhận định của The Mirror, có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ mới là điểm đến khả dĩ nhất dành cho tình cảnh của Mason Greenwood để duy trì sự nghiệp. Bất chấp việc các câu lạc bộ như Beşiktaş hay Galatasaray đã thực hiện một vài thương vụ lớn trong hè này, nhưng đâu đó vẫn có một vài kỳ vọng rằng họ sẽ không bỏ qua cơ hội để sở hữu sự phục vụ của Mason Greenwood. Tuy nhiên, theo tiết lộ thì Man United sẽ khó lòng sử dụng bất kỳ khoản phí tiềm năng nào từ thương vụ của cầu thủ chạy cánh 21 tuổi. Được biết, đã có không ít sức ép yêu cầu Quỷ Đỏ phải quyên góp toàn bộ số tiền chuyển nhượng cho các tổ chức từ thiện nhằm bù đắp hình ảnh sau những gì mà sản phẩm của lò đào tạo Carrington đã xảy ra. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận Chelsea đã rút lui khỏi bàn đàm phán trong việc ký kết với Brandon Johnson và họ đang xem xét các lựa chọn thay thế tiềm năng khác. The Blue đang trải qua một mùa hè sôi động khác dưới kỷ nguyên của Todd Boehly. Kể từ khi vị tỷ phú người Mỹ tiếp quản câu lạc bộ, Chelsea đã chi hơn 800 triệu bảng cho 3 kỳ chuyển nhượng. Hơn 300 triệu bảng trong số đó được chi chỉ trong hè này, trong đó bao gồm cả bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử nước Anh, Moises Caicedo. Và tất nhiên, với những bất ổn đang tồn đọng trong bộ khung đội hình thì việc mua sắm vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, Chelsea được cho là đã ở rất gần với chữ ký của Michael Olise bằng việc chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh. Tuy nhiên, Crystal Palace không sẵn sàng để mất thứ tài sản quý giá của mình, có đó đáp trả lại bằng một bức ảnh đầy tính sát thương. Cụ thể, đó là một thông báo cho rằng cầu thủ người Pháp đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với đội bóng, khiến tham vọng của đội bóng Tây London bỗng chốc tan biến. Thất bại trong việc thâu tóm sự phục vụ của Olise, cái tên Brandon Johnson đã nổi lên như một phương án thay thế tiềm năng. Các báo cáo cho rằng The Blue đã cố gắng tiếp cận Nottingham Forest để đưa ra một lời đề nghị hỏi mượn kèm theo điều khoản mua đất. Dù vậy, Fabrizio Romano đã chính thức lên tiếng bác bỏ những lời đồn đoán nói trên. Theo chia sẻ từ phóng viên người Ý, mặc dù đánh giá các tiềm năng của Johnson, nhưng sau khoảng thời gian cân nhắc thì Chelsea vẫn chưa đưa ra bất kỳ một động thái cụ thể nào và có vẻ như họ sẽ rút lui khỏi thương vụ. Dẫu không chỉ đích danh đâu sẽ là cái tên tiếp theo mà The Blue hướng đến, nhưng Romano quả quyết rằng không loại trừ khả năng Chelsea sẽ có thêm ít nhất một tân binh cho mặt trận tấn công trước khi phiên chợ hè 2023 chính thức khép lại. Không quá rầm rộ như những thương vụ khác, nhưng có vẻ như Manchester United đang ở rất gần với việc sở hữu bản hợp đồng thứ tư trong mùa hè này sau Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Højlund. Manchester Evening News cho biết đội bóng thành Manchester đang tiến hành kiểm tra y tế đối với Ante Bayandia trước khi chính thức ký hợp đồng với thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ từ Fenerbahce. Cầu thủ 25 tuổi này có giá khoảng 5 triệu euro và anh sẽ là phương án số 1 của Quỷ Đỏ nếu Dean Henderson hoàn tất việc rời Old Trafford. Bayandia đã được phép tới Hy Lạp với việc United muốn đánh giá tổng quan tuyển thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quyết định có nên tiếp tục với một động thái hay không. Anh ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật để khắc phục vấn đề thoát vị thắt lưng vào tháng 4. Anh được ấn định sẽ là người chia lửa với Andre Onana bởi trong tay huấn luyện viên Erik ten Hag hiện tại không có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng ở vị trí người gác đền trong khung gỗ. Và trong trường hợp phải thi đấu trên nhiều đấu trường thì có vẻ như chỉ một mình thủ môn người Cameroon thôi là chưa đủ. Nathan Bigshot và Matej Kova đều đã rời câu lạc bộ theo hợp đồng vĩnh viễn vào mùa hè này, trong khi David De Gea được cho phép rời đi tự do. Ngoài ra, Dean Henderson cũng được dự đoán là sẽ rời đi trước khi phiên chợ hè 2023 khép lại. Nottingham Forest hiện đang là đội dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ thủ thành 26 tuổi sau khoảng thời gian anh được cho mượn tại City Ground mùa trước. Trong khi đó, Crystal Palace cũng bắt đầu tăng tốc bằng một lời đề nghị hỏi mượn có kèm điều khoản mua đất.
Về phần Henderson, chắc chắn rằng anh sẽ ưu tiên ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Trên thực tế, Henderson có thể đã được bật đèn xanh rời đi sớm hơn, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp do chấn thương bắp chân, khiến Tom Heaton phải nghỉ thi đấu trong tuần đầu tiên của mùa giải. Do đó, nếu thành công sở hữu chữ ký của Banyandi, thì chuỗi domino chuyển nhượng về trường hợp Henderson cũng sẽ được kích hoạt. Không có gì quá khó hiểu về việc Mohamed Kudus hiện đang là một trong những cái tên đang được săn đón nhất trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Không chỉ là một trong những ngôi sao sáng giá nhất mà Ajax đang sở hữu, sự đa năng của ngôi sao người Ghana chính là phẩm chất mà hầu hết các đội bóng muốn có trong công cuộc bổ sung chiều sâu đội hình của mình. West Ham là một trong số những đội bóng đã bày tỏ thái độ tích cực nhất về việc chiêu mộ Kudus trong suốt hơn một tuần trở lại đây. The Hammer đang tìm cách tăng cường các vị trí trọng yếu theo yêu cầu huấn luyện viên David Moyes. Thậm chí họ còn cử giám đốc kỹ thuật Tim Steyden tới Amsterdam để trực tiếp ngồi vào xử lý các cuộc đàm phán. Lời đề nghị ban đầu trị giá 40 triệu euro đã bị Ajax từ chối vào tối thứ Bảy. Gã khổng lồ Hà Lan cho biết rằng họ muốn nhận thêm tiền từ West Ham dưới dạng các phụ phí liên quan đến hiệu suất và đóng góp của Kudus. Nhưng có vẻ như Ajax đã thay đổi lập trường của mình, bởi trong lời đề nghị thứ hai đã được bổ sung lên 42 triệu euro của West Ham mới đây cũng đã nhận phải cái lắc đầu tương tự. Cụ thể, đội bóng Hà Lan đang muốn thu lại ít nhất 50 triệu euro từ đối tác. Hiện tại cả hai vẫn đang kiên nhẫn tiếp tục ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung. Manchester United, Arsenal và Chelsea cũng đã lúc này hay lúc khác bày tỏ sự quan tâm đến Kudus. Trong đó, Erik ten Hag đặc biệt muốn tái hợp với một cầu thủ mà ông đã làm việc thân thiết trong thời gian làm huấn luyện viên tại Ajax. Bên cạnh đó, 90 phút cho rằng West Ham vẫn chưa đồng ý các điều khoản cá nhân với Kudus để ngỏ cơ hội cho các bên quan tâm khác đưa ra lời đề nghị nhằm dò xét thị trường. West Ham có tiền để chi tiêu sâu sau khi bán Declan Rice cho Arsenal vào mùa hè này với bản hợp đồng trị giá 105 triệu bảng, đồng thời đã chiêu mộ Edson Álvarez và James Ward-Prowse. Cả hai cầu thủ đều ra mắt ấn tượng trong trận thắng 3-1 hôm Chủ nhật trước Chelsea tại sân vận động London, và đây chính là cơ sở để huấn luyện viên David Moyes tiếp tục đòi hỏi những bản hợp đồng chất lượng phục vụ cho dự án của mình. Trung vệ Konstantinos Mavropanos cũng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm sau khi hoàn tất việc chuyển đến từ VfB Stuttgart. Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến sẽ có giá khoảng 17 triệu bảng, với thỏa thuận có thể tăng lên 21,5 triệu bảng nếu tất cả các phụ phí được kích hoạt. Trang chủ của AC Milan chính thức thông báo rằng họ đã hoàn tất chữ ký của hậu vệ Marco Pellegrino. Được biết, hậu vệ người Argentina đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 5 năm, có thời hạn đến mùa hè 2028. Mức phí hiện vẫn đang được các bên liên quan giữ kín. Marco Pellegrino đồng thời được tiết lộ là sẽ khoác lên mình chiếc áo số 31 tại câu lạc bộ. Sinh ra ở Buenos Aires, Pellegrino trưởng thành qua các cấp độ trẻ của Platense và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở mùa trước. Đây chính là một động thái cho thấy AC Milan thực sự đã trải qua một mùa hè đầy sôi động nhằm đánh dấu tham vọng trở lại mạnh mẽ trong mùa tới. Trước đó, họ đã tăng cường lực lượng đội hình bằng hàng loạt những gương mặt chất lượng như Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Tierney Reinder, Noah Okafor, Samuel Chukwueze và Yunus Musa. Dù vậy, những diễn biến sau đây chính là một tín hiệu cho thấy họ vẫn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Trong công cuộc bổ sung chất lượng ở khâu sản xuất bàn thắng của mình, Rossoneri đã lập ra một danh sách toàn những tên tuổi tiềm năng và Hugo Ekitike chính là một trong số đó. Tiền đạo người Pháp đã được bật đèn xanh để rời khỏi sân công viên các hoàng tử sau sự xuất hiện của Gonçalo Ramos và sắp tới có thể là Randal Colomuani. Trước đó, Ekitike đã được đồn đoán rất nhiều về việc chuyển đến Eintracht Frankfurt hay là West Ham, song vẫn chưa có một thỏa thuận nào được diễn ra. Mới đây, Gianluca Di Marzio đã đưa tin rằng AC Milan đã bắt đầu tiếp cận với Paris Saint-Germain để trao đổi về tình hình của chân sút sinh năm 2002 sau khi gặp khó trong việc thâu tóm Armando Broja từ Chelsea. Theo kế hoạch, AC Milan sẽ khởi động cuộc đàm phán bằng một lời đề nghị hỏi mượn kèm thêm tùy chọn mua đất. Có thể trong quá trình đàm phán, Paris Saint-Germain sẽ cố gắng để cài cắm điều khoản bắt buộc mua vào cuối mùa để giải quyết bài toán tài chính của họ. Tuy nhiên, rào cản lớn đến từ thương vụ này lại là việc Ekitike đang hưởng mức lương không hề nhỏ tại sân công viên các hoàng tử. Vì lẽ đó, Milan cũng muốn nói chuyện với Paris Saint-Germain về tỷ lệ phần trăm tiền lương mà các câu lạc bộ sẽ phải trả cho một hợp đồng cho mượn. Để hiểu họ có thể đóng góp bao nhiêu trên cơ sở mức lương mà Paris Saint-Germain có thể trả, đây được cho là vấn đề mấu chốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của thương vụ. Như đã đề cập, ưu tiên của AS Roma trong những ngày cuối của phiên chợ hè năm nay chính là một mẫu tiền đạo mục tiêu có thể nổ súng hàng tuần cho đội bóng. Từ đó kéo theo kỳ vọng rằng đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ có thể kiếm thêm một bản hợp đồng lớn trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Một trong những cái tên gần đây được liên hệ với đội bóng thủ đô nước Ý chính là cựu tiền đạo Inter Romelu Lukaku, người đang trở thành một cái gai cần phải trừ khử càng sớm càng tốt tại Stamford Bridge.
Trên thực tế, các cuộc đàm phán xoay quanh Lukaku hiện đều đã đổ vỡ. Dù đó có là Inter Milan hay Juventus, bất chấp rằng anh hoàn toàn bị loại khỏi đội hình của Mauricio Pochettino và đang phải tập luyện cùng đội U21. Do đó rất có thể Chelsea sẽ hạ yêu cầu của mình để sớm tống khứ tiền đạo người Bỉ trước thị trường chuyển nhượng hạ màn. Theo báo cáo từ Goal Italia, hiện tại thì yêu cầu của Chelsea đang khá cao và mức lương của Lukaku cũng được cho là vượt ngoài tầm với của AS Roma. Chưa kể mối quan hệ của tiền đạo sinh năm 1993 và người đặc biệt vẫn đang là một dấu hỏi, song vẫn có ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ phải gác lại mọi vấn đề trong quá khứ để có thể giải quyết bài toán chung của cả đội. Về nên những dự kiến xung quanh thương vụ Lukaku chuyển đến đội bóng Á bã châu sẽ rất khó lường trong ít ngày tới. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng và đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.